liền cấm xe tài xe khách đi. Còn đây hạn chế chiều cao nè, đường cấm đi vào xe gắn máy, cấm ô tô vượt nhau, hình đấy cấm xe tải nhé. Biển cấm xe tải 2 tấn 5, còn đây là cấm người đi bộ. Hạn chế chiều dài xe kéo móc, giữ cho nhau cự ly, mình xa nhau để an toàn. Ô tô không được đi rẽ trái, cấm mọi thứ lưu thông. Còn đây cấm ô tô mà thôi, cấm xe mô tô nè. Biển không rẽ trái, cấm xe quay đầu, đường cấm xe vượt nhau nhớ chưa. Còn đây là cấm rẽ sang phải, biển cấm bơm còi xe cơ giới, cấm đi ngược chiều nhà, chiều ngang nếu quá xin dừng. Biển cấm không dừng xe đỗ xe, còn đây hạn chế về cân nặng. Đường cấm không được đi máy kéo, xích lô không được đi, dừng xe trước ngày biển bao. Hạn chế cân nặng chục bánh xe, đừng đi vượt tốc độ quy định. Nhường lối xe đầu trên nó tới, cấm xe làm vào nhà, đường đây đang cấm xe thô. Mô tô không được đi vào nhé, xúc vật kéo không cho. Còn đây cấm xe tải vượt nhau, cấm mô ô tô vào, biển không được phép đỗ xe nơi này, ngày chẵn không được phép đỗ xe, còn đây ngày lẻ đỗ không được. Trạm kiểm tra mời anh xuống nhé, cấm không cho đạp xe, không rẽ trái hay phải. Đang đi vào đường đôi, gần đấy có cầu hẹp, con đường đang sửa chữa, đường ngầm mưa lũ tràn qua, đường vách núi hiểm nguy, nhường gia súc qua đường, đường chân tài xế đi chậm, thôn bản ngay phía trên. Đang đi vào cửa chui, gần trên có đường hầm, đã lờ nên chú ý, kẻ vực hay sát bờ sông, không tạm nhé bạn ơi, đường lên dốc nguy hiểm, người đi bộ cắt ngang đường, bên phà gần ở khu đây. Giao nhau các đường hay có tai nạn, bị hẹp hai bên lối đi, có đông trẻ em nguy hiểm, đừng chạy nhanh, giảm ngay tốc độ đi nào. Giao nhau đường ưu tiên, đường giao tín hiệu đèn, đây đường giao đồng cấp và
đoạn ngoặt nguy hiểm bạn ơi, gần đường sắt rồi nha, đường cao tốc đây mà, đường nhô bạn nhớ cẩn thận, thu rừng hay chạy qua. Dấu phân chia khi đi nhớ đi làn mình, không được đè vạch mà phải đi đúng nha. Dấu phân chia mà đứt nhau chẳng liền, nếu kẻ thế thì đè vạch cũng sẽ không sao. Đây hướng lưu thông khi đi nhớ xem trên đèn đường, thông thường thì nơi giao là xe có in cấm không cho dừng đỗ xe đoạn này, nếu vạch đứt thì chỉ cấm không đổ xe. Còn đây phân làn chia dòng mỗi hướng đi hay tùy mỗi phương tiện. Còn đây nhập dòng với nhau đi, vạch chuyển tốc cho xe tăng hay giảm đó mà. Đây chỉ cho riêng anh xe khách đi làn này, xe nào vào đây bị phạt ngay đó nha. Nếu đi xe đèn đó nên dừng lại, chiếc vạch trắng này đừng cắt lên.